Anh em hôm nay mình hướng dẫn anh em đăng ảnh trên Facebook, tràn nhạc vào ảnh trên Facebook nha anh em. Đầu tiên anh em vào trang Facebook đi. Cái này cái mẹo nhỏ thôi, chắc biết mà, nhưng mà mình chỉ một số bạn nào không biết nha. Rồi anh em mở Facebook lên. Anh em nhớ bấm nút đăng ký đi, mình có cái mẹo nào hay thì mình sẽ đăng cho anh em bấm vào nút ảnh đó. Rồi, anh em chọn vào phần camera, anh em đừng chọn vào máy phay ảnh. Rồi, chọn vào camera. Anh em chờ chút nha, máy mình lót hơi chậm. Rồi anh em chọn vào cái file nè, file ảnh của mình nè. Rồi. Rồi anh em chọn một bức ảnh bất kỳ. Rồi anh em bấm vào file nè. Còn em nào muốn chỉnh sửa chữ sóng nhạc thì bên đây nè anh em. Anh em vô tự tìm hiểu, anh em chọn âm nhạc nè. Rồi anh em chọn một bài hát bất kỳ đi. Rồi anh em bấm nút thêm. Thôi vì đây mình sẽ tránh bản quyền nên mình không có bắt nhạc đâu anh em. Rồi anh em bấm nút xong. Anh em muốn chỉnh sửa là anh em muốn chỉnh sửa cái thì chỉnh sửa anh em. Rồi. Chỉnh sửa cái cần này anh em nhấp vào thì anh em chỉnh sửa. Rồi, đây mình đã không có bắt nhạc lên gì sợ tránh bản quyền. Rồi đây anh em bấm nút xong. Rồi. Anh em muốn chỉnh sửa này chỉnh nha. Rồi anh em bấm nút xong cái đây nè. Thang đây đây. Đây đi, đặt đây đi. Rồi anh em bấm nút xong. Rồi, vì là anh đang xử lý qua bên Facebook mấy anh em. Anh em chờ chút. Anh em chờ chút nha anh em. Mình sẽ có cái mẹo nào hoặc mẹo nhỏ nào thì mình sẽ đăng lên đây. Anh em nhớ ủng hộ mình nha. À, lâu quá ta. Rồi, như vậy là đã xong anh em qua bên Facebook nha anh em. Anh em mở Facebook lên. Rồi, vì là nãy mình bức ảnh mình anh em muốn ghi gì ghi rồi không ghi thì thôi. Xong rồi mà chạy khí chạy. Chạy khí chạy. Làm gì cái. À, sau khi đăng lên Facebook rồi anh em muốn ghi chữ gì ghi nha, nhớ ghi chữ tương tác đi. Tương tác cộng like đi. Ê, chết. Rồi, anh em đăng nha. Rồi anh em bấm nút đăng. Thằng anh em chờ chút nha. Anh em đây nãy mình có đăng một bức ảnh nè, demo rồi giờ mình hướng dẫn anh em nè. Rồi anh em kiểm tra lại trong chút xíu anh em. Rồi vậy là mình đang xong anh em. Rồi mình bắt nhạc lên cho anh em coi nghe nè. Thôi anh em ơi, về mình sẽ dính bản quyền nên mình không có đăng anh em. Vì video của mình đến đây đã hết, xin chúc anh em thành công anh em. Chào tạm biệt các cả các bạn.